Cháu đã nằm viện bao lâu rồi ạ? Cháu không nhớ sao? Cháu chỉ nhớ cháu đến căn hộ của Sê Dân theo lời mời của cô ấy. Sau đó, cháu không nhớ gì hết. Chứng mất trí nhớ tạm thời là sao? Đây tạm thời có thể là tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật não mà cậu ấy đã trải qua. Nhưng trong một số trường hợp hiếm gặp, cậu ấy có thể bị mất trí nhớ vĩnh viễn. Bác sĩ nói cái gì cơ? Vậy việc mất trí nhớ có thể chỉ là tạm thời, nhưng cũng có thể là vĩnh viễn sao? Chuyện này có ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của cậu ấy không? Tôi sẽ phải chụp cắt lớp hoặc cộng hưởng từ để kiểm tra kỹ hơn những thay đổi ở não. Trừ khi cậu ấy bị mắc chứng rối loạn trí nhớ nghiêm trọng, thì sẽ không có vấn đề gì đáng lo cả. Vậy là tôi bị mất trí nhớ sao? Nghe thú vị đấy. Cái gì? Cháu nghĩ chuyện này vui lắm à? Jesus đâu rồi ạ? Cháu à, người gây nên chuyện này cho cháu là Trân Jesus đấy. Sao bà lại nói đùa ác ý như vậy ạ? Jiho, trưởng công tố, bà của cháu nói đúng đấy. Trần Hê-xu đang ở trong tù vì tội cố ý giết người. Giám đốc, những chuyện này là thế nào? Đó là sự thật. Hê-xu đã gây nên chuyện này cho cậu. Không thể nào. Không lý nào lại có chuyện đó. Vô lý. Cô có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Tôi biết là cô mặt dày, nhưng cho dù vậy thì tôi cũng không nghĩ sẽ có chuyện này đâu. Sao cô dám xuất hiện ở đây hả? Sao cô dám ngồi đây nhìn mặt tôi? Cô có khuynh hướng từ chối lòng tốt của người khác nhỉ? Tôi đến đây là vì tôi lo cho cô thôi mà. Câm mồm đi, đồ trộm cắp. Tôi thì gọi đó là tài năng. Cái gì? Cô là người đã bị đánh cắp cả cuộc đời khi 12 tuổi. Như một con ngốc. Cô mãi chìm đắm trong những lời khen ngoan ngoãn, khéo tay của mọi người mà không biết mình đang bị cướp mất thứ gì. Như một con ngốc. Vậy từ hồi đó cô đã biết rồi sao? Rằng cô không phải con gái của bà ấy. Trân Hê-xu và Sơ Du Kiêng có quan hệ mẹ con. Trân Hê-xu là con gái ruột của Sơ Du Kiêng sao? Con không muốn thế. Mẹ. Ai là mẹ? Ta là gì? Là gì? Thà rằng bà bỏ rơi tôi còn hơn. Nếu bà bỏ rơi tôi, có thể tôi đã được nhận làm con nuôi của một gia đình giàu có. Tại sao bà không bỏ tôi? Tại sao? Xin bà hãy làm cho tôi một việc. Nếu bà là mẹ tôi, hãy cho tôi đi thay Trân Hê-xu. Đúng thế, tôi đã biết sự thật và đề nghị được đi thay cô. Tôi đã tự tay lấy được hạnh phúc của mình. Cô ăn cướp thì có, muốn có thì phải cướp chứ. Thật đáng thương cho cô. Có thể cuộc sống của cô còn tệ hơn tôi đang ở trong tù ấy chứ. Giống như địa ngục vậy. Với thân phận của cô mà cũng dám nói thế sao? Mặc dù ở trong tù, nhưng cô vẫn có tai, nên chắc đã nghe tin này rồi nhỉ? Dù Jiho và tôi đã cưới nhau, Han Bin giờ cũng là con gái của tôi. Mọi thứ vốn thuộc về cô đều đã là của tôi, kể cả anh Jiho, Han Bin và mẹ của cô. Cô là ai? Cô là Cha Kang Ju, Jesus Dâng hay Trân Mi So? Cô có danh tính của mình không? Bà ấy biết rằng cô là con gái ruột của bà ấy, nhưng vẫn tống con gái của mình vào tù vì lợi ích của tôi. Hãy nghĩ xem,
ai mới là người đáng thương. Em không muốn báo thù à? Những gì đã xảy ra, em định bỏ qua và cứ thế bước đi thôi sao? Có thứ gì làm em uất nghẹn không thể chịu được? Làm sao để em có thể giải tỏa được đây? Với sức lực yếu kém của em có thể làm gì được chứ? Hãy trả thù thôi. Chúng ta sẽ làm chuyện này trong một tuần. Đẹp quá. Nhưng sao anh lại mua đôi này cho em thế? Lâu rồi em chưa gặp Han Biên. Anh muốn em trông thật đẹp. Em cảm ơn anh. Đi thôi. Chúng ta đi thăm Han Biên nào. Không thể nào. Tại sao? Sao Jesus lại làm vậy với mình chứ? Anh không nhớ chút gì à? Chuyện này khiến tôi phát điên. Tôi chỉ không nhớ 3 tiếng lúc chúng tôi ở chỗ xe dâng. Kiêng Uôn à? Cậu có nghĩ rằng Jesus thực sự cố ý làm hại tôi không? Đã điều tra đúng quy trình chưa? Đó là câu hỏi của cậu à? Cứ trả lời câu hỏi của tôi đi. Cậu nghĩ chủ tịch Ma là ai? Và cậu là ai hả? Cháu của tập đoàn Trơn Ha bị thương nặng đến mức đã hôn mê nhiều ngày. Trương Hê Su là thủ phạm nên mới bị bắt giữ và hiện cô ta đang phải ngồi tù. Cậu coi thường văn phòng công tố của Hàn Quốc đến thế à? Cậu, Du Sê Dân, Hê Su và tôi, chỉ có 4 chúng ta ở đó thôi. Nếu muốn đổ tội cho cô ấy, chẳng phải cậu có thể sắp đặt sao? Có lẽ tôi đã hết yêu và bỏ rơi cô ấy, nhưng tôi sẽ không khiến mẹ của con gái tôi trở thành tội phạm nếu cô ấy vô tội. Vậy cậu nói rằng Jesus thực sự đã cố ý làm tôi bị thương? Nếu không... Anh Inha, anh ổn chứ? Anh đã tỉnh lại khi nào vậy? Được vài ngày rồi. Thật may quá. Anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Bác sĩ bảo anh bị mất trí nhớ tạm thời. Chắc sắp khỏi rồi nhỉ? Sẽ hồi phục trí nhớ ngay, đúng không? Anh... Vậy thì anh sẽ biết ai đã hãm hại anh. Vậy là bây giờ anh không nhớ, nên rất hoang mang về việc ai đã làm thế với anh, phải không? Lẽ nào anh nghi ngờ em sao? Có phải là em không? Anh Inha, người định hãm hại anh có đúng là Trương Jesus không? Là Trương Jesus đúng không?